Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin cập nhật vào ngày 19 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, chúng tôi có phản ánh về tình trạng ngang nhiên khai thác cát sỏi trái phép trên sông Thạch Hãn, đoạn qua xã Do Mai, huyện Do Linh. Sau khi phản ánh, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Trị đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Do Linh thực hiện nghiêm túc phương án bảo vệ khoáng sản, chỉ đạo cả phòng chuyên môn phối hợp với công an huyện, Ủy ban nhân dân xã Do Mai tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân bao che cho hoạt động khai thác cát sỏi trái phép. Ủy ban nhân dân huyện Sơn Linh báo cáo kết quả kiểm tra xử lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 1 năm 2021.